Chào cả nhà trở lại. Người sợ ma 3 phần, ma sợ người 7 phần. Người có thần và thân, ma thì không có nhục thân này. Nhưng khi một người bị dựa thân, cái thân ấy vô cùng suy kiệt. Có câu tinh khí vi vật, du hồn vi biến. Trong kinh dịch nói về du hồn, có người hay loài vật. Khi chết đi, hồn lìa khỏi thân xác. Hồn loài vật có tốc độ lớn hơn và không ổn định, gọi là du hồn. Cô hồn các đảng là nói về những linh hồn không nơi nương tựa, bao hàm cả con người và vật. Chúng ta gọi chung là linh hồn, nhà Phật gọi là thần thức. Vì linh hồn nếu nó linh sẽ không đầu thai vào gia cảnh kém may mắn, không đầu thai vào đường xuất sinh. Chính vì không linh mới theo nghiệp dẫn, theo nghiệp đã tích lũy trong tàng thức để tìm nơi đầu thai. Đời sống chúng ta, nếu một người tỉnh táo sáng suốt, sẽ không có những quyết định sai lầm. Cũng chính vì thế, nếu linh hồn linh, nó sẽ tìm đến nơi tốt đẹp. Cái thần thức này, nó sẽ theo nghiệp duyên để đầu thai, không ngoài bốn duyên, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Lời Pháp Sư Tịnh Không giảng, linh hồn hay du hồn chỉ cao bằng một đứa trẻ có tốc độ rất lớn. Dù linh hồn hay du hồn, mắt người không thể thấy được vì tốc độ chúng khá lớn và sóng ánh sáng vượt khỏi vùng phổ quang ánh mắt của con người. Ví như các loại sóng wifi, sóng vô tuyến, con người không thấy được. Tuy nhiên, một số người có thể thấy được những linh hồn này. Nhãn cầu của họ nhìn thấy ánh sáng vùng phổ quang khá thấp. Ngoài những nơi như nghĩa trang, bệnh viện, thì trong tháng 7 âm lịch hàng năm, những du hồn này được mở cửa để lên dân gian. Cũng vì thế dân gian có quan niệm làm lành làm phước vào tháng 7. Cô hồn các đảng nói về những linh hồn cô đơn không có người thân, không nơi nương tựa, nơi dương thế. Hoặc người thân của họ không lưu tâm đến họ. Họ không còn được ai nhớ đến họ. Họ là những linh hồn bị tổn thương. Họ lang thang ở trung giới, tìm kiếm và hy vọng tình yêu thương từ những người quan tâm đến họ. Ở loài vật cũng thế, những con vật bị bỏ rơi, oán giận và bị quên lãng. Và vì những lý do khác nhau, chúng cũng là những cô hồn, người xưa gọi là cô hồn phi nhân. Những linh hồn này có tốc độ lớn nên gọi là du hồn. Những linh hồn lang thang bị tổn thương này được người xưa gọi là cô hồn các đảng. Trước đây, Khải Toàn có từng biết đến một vị thâu nạp những cô hồn các đảng này về cho ăn, nuôi và sai khiến. Điều này có thật không? Chư vị, hãy thử hình dung, nếu chúng ta đang đói khát và đau khổ, có người đến giúp đỡ cho ăn, cho ở, ta sẽ nghe theo những lời của họ, thậm chí làm những điều sai quấy. Linh hồn, du hồn, cô hồn hay thần thức đều là tên gọi chung, là một dạng năng lượng. Ví như người thiện có năng lượng lành. Người có tâm lượng rộng lớn và vận khí hưng vượng sẽ không dễ gặp những du hồn hay bị quấy phá. Ngược lại, người có tà ý, cầu thần, cầu khẩn ma quỷ hay đến những nơi có năng lượng kém, dễ kết nối với họ. Người xưa cho rằng vào các ngày tam nương, ví dụ ngày 3, ngày 7, 13 và mùng 18 là những ngày có năng lượng âm mạnh, không gian hai cõi dễ giao nhau, cô hồn các đảng vì thế cũng sẽ dễ quấy phá. Bản thân chúng ta nên kính người âm, không nên sợ họ. Vì ma sợ người 7 phần, người sợ ma chỉ 3 phần. Chỉ kính họ ví như ta kính thiên địa quỷ thần. Và không nên kết thân hay cầu khẩn họ. Ta là người dương khí, gần âm khí nhiều sẽ mất cân bằng năng lượng âm dương. Để giải trừ năng lượng âm kém hay tránh bị quấy phá bởi những du hồn, chính bản thân chúng ta cần có tâm thân vượng. Để tâm thân vượng cần một phương pháp tu sửa, hành trì giúp ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, làm phước tích phước, tự mình vượng khí. Những điều không nên làm vào tháng 7 âm lịch. Dân gian người Việt chúng ta có thói quen làm phước vào tháng 7. Vì tháng 7 âm lịch là một tháng đặc biệt. Ngoài làm phước còn kiêng kỵ đủ điều. Vậy điều nào là đúng, điều nào là mê tín?
Khải Toàn chia sẻ vài lời sau. Trên tất thảy, điều ta nhận hôm nay không đến từ hôm qua, được tích tụ trong nhiều năm trước và cả đời trước. Không chỉ vì một năm một lần làm phước mà có thể xoay chuyển được nghiệp, không hợp lý nhân quả. Người xưa cho rằng tháng 7 âm lịch, cô hồn các đảng hay người âm được mở cõi lên dương gian. Hạn chế và kiêng kỵ nhiều việc vào ban đêm, nhất là sau 23 giờ khuya, tức giờ Tý. Hạn chế đến nơi hoang vắng một mình. Đừng đứng ở dưới cây to quá lớn. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường. Đi chung nhóm không gọi to tên nhau. Không bình phẩm bia mộ, không chụp hình chùa miếu. Khi ăn tối không khua muỗng đũa. Không cắm đũa giữa bát cơm. Không treo chuông gió ở đầu giường. Và cả không gọi đầu ban đêm sau 23 giờ. Mặt khác không khởi tạo cất nóc, động thổ, nhập trạch khai trương. Không mua nhà cửa xe cộ, không sát sanh hại vật. Không tiêu hao hoang phí, không rượu bia say khướt. Trên là vài điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch. Có những điều nghe rất kỳ cục. Phàm văn hóa dân gian dựa trên kinh nghiệm đúc kết của ông bà xưa. Và thời nay có điều đúng và có điều không hợp lý. Khải Toàn khuyên chư vị không nên mê tín thái quá, nhưng cũng nên có kiêng có cử, vì có thờ có thiên, có kiêng có lành. Giả dụ không bình phẩm lời bất thiện với người khác là có kiêng, điều lành là họ không oán ta. Vào tháng 7 âm lịch, năng lượng âm mạnh, vì thế cô hồn các đảng sẽ dễ quấy phá người có từ trường kém. Những điều nên làm vào tháng 7. Vào tháng 7 âm lịch, kiêng kỵ quá nhiều việc, vậy việc gì nên làm? Không sát sanh hại vật, nên phóng sanh tích phước lành. Nên bố thí, giữ giới, nói lời thiện, giữ hòa khí trong nhà và ngoài xã hội. Nhất là không bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội. Nên ăn chay, ăn lạc, bố thí thức ăn, chia sẻ thức ăn. Nên đi chùa, đọc kinh, niệm Phật. Nên tập lục độ hạnh Bồ Tát, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí tuệ. Vì sao phải làm những điều trên? Vì tháng cô hồn, những linh hồn cô đơn được mở cửa đến dân gian. Những việc bất thiện của người dương dễ kết nối với họ. Ngoài kiêng kỵ những việc không nên, còn phải nên làm những việc thiện lành. Làm việc thiện lành qua ba nghiệp thân miệng ý sẽ giảm đi oán, giảm đi tai ương trong tháng 7 âm lịch này. Tuy nhiên, những kiêng kỵ và nên làm không nằm ngoài tháng 7. Trong đời sống hàng ngày, Phật dạy biết làm lành tránh dữ, tu sửa ba nghiệp thân miệng ý, ngày ngày nào cũng là ngày lành, ngày nào cũng được an ổn. Làm phước tháng 7, làm phước ngày rằm. Những cô hồn các đảng hay du hồn là những trường năng lượng âm. Họ sẽ tìm đến người có năng lượng âm cùng tần số. Việc làm phước một đến hai lần trong thời gian dài không thể nào xua tan nguồn năng lượng kém này. Có những người có quan niệm rằng hàng năm chỉ cần làm phước vào một tháng 7, vì tháng này xui xẻo và buôn bán ế ẩm. Hùng tiền cho gạo cho thức ăn người nghèo để mong giải hạn xui xẻo vào tháng 7 âm lịch. Khải Toàn có một anh bạn kinh doanh. Anh chỉ làm phước vào ngày rằm tháng 7 hoặc là vài ngày trong tháng 7. Anh cho rằng tháng này xui lắm. 11 tháng còn lại thì anh không màng đến. Xem qua sinh thần bát tự của anh, anh sinh vào tháng 6 dương lịch mùa hè, lại sinh ngày hành kim, mệnh kỵ hỏa thiếu thủy. Đa phần người sinh mùa hè đều kỵ hỏa, các tháng 5, 6, 7, 8 dương lịch đều biến động và kém may mắn. Và chúng ta cũng biết, mùa hè kèm tháng mưa là tháng ế ẩm nhất trong năm. Khải Toàn khuyên rằng anh nên làm thiện cả năm, không chỉ tháng 7. Riêng tháng 7 này, rất nhiều người phát tâm thiện nguyện, không khéo có thể giúp sai người. Sau ấy, anh đã đặt 100 phần cơm chay đặt trước cửa hàng kinh doanh cho người cần ăn vào mùng 1 và 15 hàng tháng, không riêng tháng 7. Làm phước tháng 7 là điều lành. Tuy nhiên, việc này không thể xóa nghiệp trong quá khứ và càng không thể giúp công việc sớm hành thông. Từ nhân thành quả cần duyên và thời gian mới có thể chín mùi. Chư vị hãy tự quán xét,
Giả dụ mỗi tuần tắm một lần, ăn một lần, làm sao chịu nổi? Làm phước tích phước cần một quá trình. Tu sửa là lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi. Người mà ngày ngày trong đời sống hàng ngày nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, không nhất thiết phải làm phước vào tháng 7, vì họ làm thiện cả năm, vẫn có một đời sống an ổn. Từ trường họ tạo ra sẽ là năng lượng tương ưng cùng tần số, là năng lượng dương. Ví như câu nói, vật chia theo loài, người phân theo nhóm. Trong nhà có người âm phải làm sao? Gần đây Khải Toàn đi cúng khai trương cho một doanh nghiệp, gặp một chị cung cấp mâm cúng. Chị chia sẻ nhà chị ở có người âm, đôi lúc chị nấu đồ ăn hẹn giờ mà quên, họ làm động trong bếp nhắc nhở nhiều lần như thế, họ là người âm lành. Trước kia một bạn sinh năm 93 tên Bình kể rằng thời còn đi học đại học ở trọ chung với một nhóm bạn, một hôm ngủ dưới nhà quên đóng cửa, họ lay dậy và nhắc. Hôm sau sợ quá thầm mua đồ ăn về cúng. Một bạn ở cùng thấy thế hỏi bạn Bình rằng ông thấy gì rồi phải không? Tức người này đã biết trong nhà có người âm trước đó. Trước khi khuyến nghị chư vị nên làm gì khi trong nhà có người âm, chư vị nên đặt ra câu hỏi: vì sao họ ở đây? Thông thường có vài lý do: họ chưa chịu đi, họ không biết cách đi, họ chưa được cho đi, nên còn ở lại dương thế này dù chỉ là một du hồn. Cũng như người dương chúng ta, đôi lúc luyến tiếc một căn nhà không chịu dọn đi. Ta không biết đi đâu, và cả muốn đi nhưng vì còn ân nợ chưa thể đi được. Vì bất kỳ lý do gì, một người âm chưa đi được, chúng ta có duyên nợ mới gặp họ, chúng ta nên cúng cho họ một ít thức ăn, kèm theo vài lời khai thị, xin họ buông xả hết những oán giận cũ, tìm đường về thế giới quang minh, cùng ta niệm Phật. Vì phải có duyên nợ ta và họ mới gặp nhau. Lại có nhiều người được người âm phù hộ, giúp đỡ, giúp công việc hanh thông, sanh ra tâm vui thích. Điều này thật không nên. Giả dụ bạn là người lớn tuổi đang nghỉ hưu, đã nghỉ hưu không còn màng đến công việc, không còn muốn vướng bận và lao tâm cho công việc nữa. Có một người thân quen cứ mãi nhờ giúp đỡ, vì cả nể, vì ra oai mà bạn cứ hết giúp lần này đến lần khác, không thật sự nghỉ hưu an dưỡng. Vì vậy không nên làm họ thêm tham luyến cõi trần này. Dù đó là linh hồn hay du hồn, chúng ta nên cúng ít thức ăn, khai thị giúp họ tìm đường về thế giới quang minh, tìm đường về phương Tây cực lạc. Đó chính là phước báo lớn nhất mà ta có thể làm được cho người đã mất. Sau cùng, một thần thức chưa chịu rời đi, đa phần là do tâm tham luyến ở cõi này. Nào là nhà tôi, tài sản danh lợi tôi, con cháu tôi phải ở lại làm con ma canh giữ. Rồi không may đầu thai vào con chuột con gián trong nhà. Ví như có những con vật rất thân quen với nơi chúng đã ở khi còn là thân con người. Để trừ đi cái họa làm linh hồn vất vưởng tại cõi trần này, ngày ngày nghe giảng kinh, làm theo lời trong kinh, xả bỏ đi cái tâm tham luyến, nhất tâm niệm Phật, niệm ông Phật của chính mình, chuẩn bị sẵn cho mình một hành trang về cõi tịnh, không còn tâm tham luyến ở cõi uế, tự mình quyết định thần thức đi về đâu. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.